Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Kính mà Nguyên Nguyên Huy Huy phóng ra mới đến 5 mét trước mặt của cô ấy. Tốc độ bắt đầu chậm lại, tan chảy rồi. So với Tề Thiên Long thì Trần Vũ không hề kém gì ở phương diện điều khiển hỏa nguyên tố. Học viện quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, Hồng Liên Chi Hoa. Đây là chiêu thức gì? Không ổn, tiến công mức độ này vô dụng với cô ấy, phải dùng chiêu đối phó với hệ hỏa. Hồn kỹ thứ 8, băng linh hàn nệ, hoa hoàn đỏ. Không, không cản được. Nguyên Ân Huy Huy vậy mà lại mạnh thế. Tử cực ma đồng đại thành. Cận chiến. Một võ hồn là hồn sơ cũng tiễn từ xa, vậy mà lại đột nhiên lựa chọn cận chiến. Hỏa hoàn kháng cự. Nguyễn Khắc, vạn lưu trì. Thằng nhóc này thật sự không biết bản thân sẽ chết thế nào đấy. Do sức mạnh với đại tỷ đầu sau, tôi cũng không dám đâu, vô dụng thôi. Cậu còn muốn chiến đấu nữa hay không? Tôi còn có thả. Nguyên Ân Huy Huy không có phong cách chiến đấu như này, rõ ràng biết không địch lại, tại sao cậu ấy còn muốn như thế? Cậu ấy là đồ ngốc hay sao? Tôi đã dẫn cậu ấy về. Chờ đã. Huy Huy tiếp tục đi. Cậu ấy xuất thân từ đại gia tộc, thiên phú dị bẩm, trước giờ chưa từng trải qua khảo nghiệm chân chính. Áp lực này sẽ giúp đỡ cho cậu ấy. Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy. Không biết lượng sức, châu chấu đá xe. Thiên nhân hợp nhất, thiêu cháy huyết mạch. Lại một người nữa thiêu cháy huyết mạch. Hồn kỹ vừa rồi, bây giờ học trò đều điều thế sao? Học đệ, đây chỉ là một màn cọ sát, cậu có cần biết rõ? Cảm ơn học tỷ đã nhắc nhở, nhưng mà càng trưởng thành, tôi dần dần tìm được ý nghĩa sự tồn tại của mình. Từ giờ khắc tôi khẳng định ý nghĩa tồn tại của mình, thì tôi không còn nhát gan nữa. Nhưng mà ý nghĩa này bây giờ đã không còn tồn tại nữa. Nếu đã như thế, tôi chỉ muốn vì cô ấy làm chút gì đó, phát ra ánh sáng rực rỡ nhất ở trong sinh mệnh của tôi cho cô ấy xem. Tôi có một tiễn tên là Vĩnh Sinh.